Xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên Vlog. Thì Tiên đang có mặt ở mộ cậu sáng nay. Hôm nay thì Tiên sắp xếp đi sáng để quay cho cả nhà xem nha. Thì sáng nay thì bữa nay thì hoa cũng đang rất là đẹp. Đấy, cái này là cái bó hoa mà chị Hồng Ngọc đã tặng cậu ngày 49. Thì ngày hôm qua thì cũng chị cũng có gửi phim lên đặt tiệm hoa đó để tiếp tục cắm những cái hoa tươi vào để lấy những cái hoa héo ra để cho nó được tươi được đẹp nha. Và đặc biệt là từ cũng trùng hợp là ngày hôm qua cũng đã có cái mái che đó, cũng có mái che đó, nên bây giờ đó là hoa của cậu thì có vẻ là sẽ tươi hơn được lâu nha cả nhà, tại vì bữa giờ là không có mái che thì nó nắng. Nhưng mà chị Mạnh Thường Quân, nói chung là một chị khán giả đã bỏ ra, nói chung là chị đã thuê cái rạp này 7 triệu trong vòng là 3 tháng đó. Nhưng mà sau 3 tháng, nếu nếu ai không nếu mình không cứ tiếp tục thuê thì cái nghĩa trang thì sẽ cho nhân viên đến dỡ cái rạp ra nha cô chú anh chị, nên là nếu sau 3 tháng là có người nói chung là thương chú thì muốn tiếp thì chú sẽ được mát thế mát, còn không thì nghĩa trang cũng sẽ dỡ ra đó. 7 triệu 3 tháng nha cô chú anh chị. Thì Hiện Tiên cũng xin cảm ơn những cái chị anh chị khán giả cô chú làm xa cũng đã yêu thương những cái YouTube làm kênh giống như tụi em. Nói chung là mấy anh chị làm YouTube khác đó, thì cũng đã cho tụi em những cái phần quà, tuy là nó không không lớn nhưng mà em thật lòng là rất là cảm ơn. Vì cũng có làm nghề này thì cũng có người người hơn và người ghét cô chú anh chị, nên là cũng nhiều khi cũng buồn lắm. Nhưng mà được quý bà cô chú anh chị gần xa khi mà đến đây viếng cũng như là không viếng được thì cũng có chuyển những cái phần quà nho nhỏ như là một ly nước hay gì đó, thì em rất là cảm ơn. Rồi thì sáng nay thì mộ cậu thì cũng được mấy anh YouTube đó đi sớm đó, thì xịt nước đồ thì cũng rất là sạch sẽ. Ngày hôm qua thì Tiên đến thì cũng có quét mộ cho cậu đó. Ngày hôm nay thì cũng đang dơ, chút nữa thì Tiên cũng tiếp tục quét đó, cho cậu sạch đó. Những cái lúc mà Tiên quét thì cũng khó cầm cái điện thoại á, nên là không có quay cho cả nhà xem đó, cũng tắt điện thoại rồi mới 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 quét mới mới làm dọn mộ cho sạch cho cậu. Cũng xin ông bà cô chú thông cảm nha, tại vì Tiên mới làm á, nên là cái kinh nghiệm mình cũng chưa được nhiều, nên nhiều khi nói là nó cũng không có được lưu loát giống như đàn anh đàn chị, cũng như là những cái lời lẽ nhiều nhiều lúc nó hơi khó nghe hay gì đó, thì mong cô chú anh chị thông cảm bỏ qua. Thì sáng nay cái giỏ hoa này theo như mấy anh khác đến sớm thì nói là của chị ở Bình Chánh đó, thì có đến đây viếng rồi rồi đem đến cúng cho cậu á đó. Thì hôm nay là cái mộ cậu rất là mát nha cả nhà, đó, gió rồi rất là mát đó. Chứ bình thường bây giờ là đã nắng chói vô rồi hả, nắng nè, nhưng mà hôm nay có cái máy che này thì rất là tuyệt.
nói chung là tuyệt lắm. Và cái video của Hiền Tiên đến đây là kết thúc. Hiền Tiên tiếp tục sẽ cập nhật những cái video mới trên kênh của Hiền Tiên nha. Thì cả nhà đăng ký kênh cũng như là like để Tiên tiếp tục ra những cái video mới. Cô chú anh chị sẽ nhận được những con báo từ kênh. Như là ngày mới thì Tiên cũng xin chúc cho quý ông bà cô chú anh chị gần xa có một ngày thật là vui vẻ và có nhiều sức khỏe.